Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt Online. Thưa quý vị, truyền thông Úc tiếp tục phanh phui vụ các quan chức ngân hàng nhà nước này hối lộ cho các quan chức Việt Nam để giành được hợp đồng in tiền polymer cho Việt Nam vào đầu những năm 2000. Chi tiết mới nhất được báo Sydney Morning Herald đưa ra hôm 13 tháng 8 liên quan đến việc một nữ viên chức của Cục Thương mại Úc có quan hệ tình ái với ông Lương Ngọc Anh, một đại tá tình báo của Công an Việt Nam. Ông Lương Ngọc Anh là người bị nghi cầm số tiền hối lộ lên đến 20 triệu đô la Úc cho các quan chức cao cấp của Việt Nam. Tờ báo này cho hay bà Elizabeth Masamun gặp ông Lương Ngọc Anh hồi những năm đầu thập niên 2000 khi bà được cử làm việc tại Tòa đại sứ Úc ở Hà Nội. Các nguồn tin ngoại giao xác nhận rằng bà Masamun khuyến khích viên chức của công ty Securency trả số tiền lớn cho Lương Ngọc Anh để ông ta giúp thắng thầu. Bà Elizabeth Masamun bị cáo buộc rằng đã không cho Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại thương hay các cơ quan tình báo của chính phủ Úc biết về mối quan hệ của bà với ông Anh, trong khi bà được cử tới làm việc cho chính phủ ở một nước cộng sản. Còn ông Lương Ngọc Anh thì coi như người thân cận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và là người đứng làm bình phong nhận tiền hối lộ cho các quan chức cao cấp, trong đó có ông Lê Đức Thúy, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Liên quan đến tin Việt Nam thì một nghi can nghi là con nghiện ma túy đã dùng dao đâm chết một phụ nữ và làm bị thương 20 người khác ở tỉnh Bình Thuận của Việt Nam. Theo báo Thanh Niên thì vụ cuồng sát này xảy ra vào trưa Chủ nhật 12 tháng 8 tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nghi can bị bắt tên là Nguyễn Văn Tiến, 27 tuổi, là một cư dân của địa phương. Nạn nhân thiệt mạng vì bị chém thủng phổi là bà Nguyễn Thị Liên, 48 tuổi. 20 người khác đa số bị chém vào đầu. Trong số đó có 2 công an và 2 thiếu niên, 6 tuổi và 12 tuổi. Báo Thanh Niên kể rằng, sau khi dự một đám cưới, nghi can đã xông vào một quán nước để uống cà phê, rồi bất ngờ rút dao giấu trong người ra, lao vào một nhà dân ven đường, chém trọng thương cả 4 người trong gia đình đang ngủ trưa. Sau đó thì kẻ tấn công tiếp tục đuổi chém người đi đường một cách loạn xạ. Trưởng Công an huyện Tuy Phong, Đinh Kim Lộc được dẫn lời cho biết Nguyễn Văn Tiến là con nghiện ma túy nhiều năm. Thưa quý vị, 3 người chết, kể cả một cảnh sát và nghi can trong vụ nổ súng gần trường Đại học Texas A&M ở tiểu bang Texas vào hôm thứ Hai. Có 4 người khác bị thương, gồm 3 cảnh sát và một nữ nhân viên. Sở Cảnh sát thành phố College Station nói rằng hung thủ bị bắn và bắt giữ, sau đó đã chết cùng với một nhân viên dân sự khác. Cảnh sát cho biết khi cảnh sát viên Brian Bashman, 41 tuổi, đến đưa lệnh trục xuất nghi can thì bị bắn bất ngờ từ một căn nhà gần sân vận động của trường đại học. 4 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Tuy nhiên, cảnh sát không loan báo rõ tình trạng cũng như chi tiết nào khác của vụ nổ súng này. Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ công bố vào hôm thứ Hai cho thấy 12 trong tổng số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ có số người mọc phì nhiều nhất. Những con số mới nhất thu thập được dựa theo thăm dò qua điện thoại, phỏng vấn của những người tuổi trưởng thành về chiều cao và sức nặng của họ. Những tiểu bang có ít nhất 30% người tuổi trưởng thành bị mập phì gồm có Arkansas, Alabama, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Carolina, Texas và West Virginia. Colorado là tiểu bang có ít người mập phì nhất ở mức dưới 21%, trong khi cao nhất là Mississippi với 36%. Cuối cùng là tin các thợ lặn ở Ý đã tìm thấy được xác của một thuyền buôn La Mã chở theo các bình đựng thực phẩm cách đây 2.000 năm còn khá nguyên vẹn. Người ta tin rằng chiếc thuyền đắm này đang trên đường đi đến Tây Ban Nha, chở theo khoảng 200 bình chứa mà người xưa thường dùng để đựng chất lỏng như rượu nho, dầu olive và thực phẩm khô như đồ ngũ cốc và cá ướp muối. Khám phá này giúp chúng ta có được cái nhìn về sinh hoạt của người La Mã cổ đại. Tin cho hay có nhiều bình vỡ nằm quanh địa điểm tàu đắm, nhưng hy vọng phần lớn các bình trong khoang đều còn nguyên và được niêm kín với thức ăn bên trong. Hiện nay thì xác tàu đắm vẫn còn nằm dưới đáy biển, cách mặt nước 200 mét
và chính quyền sở tại đang quyết định xem liệu có nên đưa nó lên bờ hay không. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em vô cái trang mvepages.com á, hay là thương mại đó đây.com á, để tìm dễ hơn. Ồ, cảm ơn anh. mvepages.com và thương mại đó đây.com, hệ thống dữ liệu thương mại gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ. Cần tìm bác sĩ, nhà thuốc Tây Việt Nam, đi chơi xa cần tìm nhà hàng Việt Nam. Cần mua bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe nhân thọ. Cần đi chợ Việt Nam, hãy vào mvepages.com hoặc thương mại đó đây.com. Hơn 80.000 doanh nghiệp Việt, hơn 200 ngành dịch vụ, trải rộng trên 800 thành phố Hoa Kỳ. Chương trình được đặt sẵn trên điện thoại iPhone, Android, iPad, rất thuận tiện để sử dụng. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 714-892-9414.